Sáng ngày 15 tháng 3, ông Nguyễn Sĩ Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Nghệ An cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông PHP, sinh năm 1984, người dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính ô tô sau va chạm giao thông ở thành phố Vinh vào sáng ngày 13 tháng 3. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, quyết định tạm đình chỉ có hiệu lực từ ngày 14 tháng 3. Việc tạm đình chỉ công tác ông B là để phục vụ cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc người này dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông. Sau khi có kết quả điều tra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy sẽ có hình thức xử lý ông B nghiêm theo quy định. Được biết, ông B công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An được 3 năm. Trong các ngày từ 11 đến 15 tháng 3, ông B được triệu tập đi thi đánh giá năng lực tại thành phố Vinh. Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 3, một người đàn ông đi xe máy Honda Everblade đang đi vào vòng xuyến ngã năm đường Trường Thi, Lê Hồng Phong, thành phố Vinh, Nghệ An thì bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô hiệu Toyota Vios khiến xe máy ngã xuống đường. Ngay khi đứng dậy, người đàn ông điều khiển xe máy đã lập tức tháo mũ bảo hiểm đang đội, đập mạnh vào kính bên lái khiến kính xe bị vỡ. Sau đó, người này tiếp tục ném mạnh mũ bảo hiểm vào trong xe ô tô. Toàn bộ hành động của người đàn ông được người tham gia giao thông quay lại và đăng trên mạng xã hội. Hiện công an thành phố Vinh đang điều tra làm rõ vụ việc.